Việt Nam công bố thêm 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đến đây, nước ta đã có tổng số 524 người tử vong liên quan COVID-19, chiếm 0,52% tổng số ca nhiễm. Sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế cho biết, nước ta có thêm 154 ca COVID-19 tử vong trong những ngày gần đây. 10 tỉnh, thành phố ghi nhận bệnh nhân tử vong gồm thành phố Hồ Chí Minh 129 ca, Đồng Tháp 9 ca, Long An 7 ca, Cần Thơ 2 ca, Khánh Hòa 2 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Trà Vinh 1 ca, Kiên Giang 1 ca và Đồng Nai 1 ca. Như vậy, đến đây, Việt Nam đã có 524 bệnh nhân COVID-19 tử vong, chiếm 0,52% tổng số ca mắc, 101.173 trường hợp dương tính. Một số chuyên gia y tế nhận định, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Việt Nam có thể tăng nhiều so với giai đoạn trước bởi một số nguyên nhân. Thứ nhất, trong các đợt dịch đầu, COVID-19 phần lớn bùng phát ở khu công nghiệp tại Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đối tượng mắc đa số là nhóm công nhân trẻ, khỏe mạnh, tỷ lệ diễn biến nặng rất thấp. Một số ổ dịch bùng phát tại cộng đồng, nhưng đến một mức độ, khi số bệnh nhân chưa quá lớn đã được khống chế. Thứ hai, do bệnh nhân giai đoạn trước chủ yếu là thanh niên, nguy cơ diễn biến nặng thấp nên hệ thống y tế chưa bị quá tải. Các y bác sĩ dù vất vả vẫn có thể dành nhiều nguồn lực cho ca nặng. Một số bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn hoặc biến chứng suy đa tạng nghiêm trọng vẫn có kỳ tích cứu sống. Tuy nhiên hiện nay, dịch đã lan ra mạnh trong cộng đồng, số ca dương tính rất lớn, đối tượng nhiễm bệnh bao gồm cả người già, trẻ nhỏ, người mang bệnh mãn tính, bệnh cấp tính. Trong đó, nhóm cao tuổi có nguy cơ diễn biến nặng, tử vong rất cao. Một số khu vực trên thế giới, tỷ lệ tử vong của nhóm này lên tới 80-90%. Bên cạnh đó, khi số ca mắc quá lớn, lượng bệnh nhân diễn tiến nặng, cần đặt ống nội khí quản, máy thở, hồi sức cũng tăng lên, nguồn lực y tế khó đảm bảo như giai đoạn trước. Được biết, sáng ngày 26 tháng 7, nước ta có 130 trường hợp diễn tiến nặng đang điều trị ICU và 17 bệnh nhân nguy kịch phải can thiệp ECMO. Để giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong, việc can thiệp tích cực ngay tại cộng đồng nhằm giảm số ca mắc có vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt là thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để ngăn dịch bệnh lây lan mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.